Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con xin cầu nguyện chư Phật mười phương, chư vị Bồ Tát, chư Long Thiên gia hộ cho toàn thể đạo tràng tu sinh có một ngày tu thật là an lạc. Và xin kính lễ Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ chức cùng toàn thể chư Tôn Đức đã cho chúng con một cái buổi chia sẻ với các bạn tu sinh. Xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ chư Tôn Đức pháp thể khinh an. A Di Đà Phật. Mới nãy giờ mấy bạn chơi vui không? Vui quá mà bây giờ nghe giảng là hơi buồn ngủ phải không? Phải không? Có buồn ngủ không? Yên tâm đi, lát nữa thầy sẽ hát cho mấy bạn nghe. Mới nãy giờ nghe rất là sôi động, thành ra bây giờ mới nãy là quá động, thì thôi bây giờ mình tĩnh lặng chút xíu. Xin mời toàn thể các bạn tu sinh chúng ta sẽ lắng động tâm tư trong vòng 3 phút thôi. Bây giờ các bạn sẽ ngồi thẳng lưng lên, lòng bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, và cho hai ngón cái của mình nó chạm nhau. Cho hai ngón cái chạm đầu nhau. Rồi lưng mình thẳng lên, đầu mình ngay. Và bắt đầu mình tập hít thở. Mình thở một cách nhẹ nhàng, là mình theo dõi cái hơi thở của mình á. Khi xưa Đức Phật cũng đã từng làm như vậy. Rồi bây giờ các con sẽ đọc theo thầy ha. Hít vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại. Giờ phút đẹp tuyệt vời. Rồi mấy bạn nhắm mắt lại. Đừng ngủ luôn nha. Nhắm mắt lại yên lặng trong 3 phút. Rồi một chút xíu nữa mở mắt ra. Bạn nào cho thầy ý kiến là trong khi nhắm mắt lại đó, cái đầu của chúng ta nó sẽ khởi lên cái điều gì? Bây giờ lắng yên trong 3 phút. Xin mời các bạn mở mắt ra. Mình lấy tay của mình so cho thật mạnh. Mình áp lên trên mắt. Mình vuốt. Đây chưa gọi là ngồi thiền. Đây chỉ là cái cách mình thực tập để cho mình lắng động tâm tư trong một chút xíu thôi. Rồi bây giờ xin phép chư Tôn Đức cùng các bạn tu sinh là thầy được đi tới đi lui, chứ thầy không có ngồi một chỗ. Thì bây giờ là
một bạn có thể biết cảm nhận khi chúng ta ngồi trong 3 phút vừa rồi đó, mình có cảm nghĩ gì? Dạ Nam Mô Bạch Thầy, nãy giờ trong lúc mà con nhắm mắt lại, con nghe được tiếng Nam Mô A Di Đà. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ ngoài ra con có những cái ý nghĩ là tại thời điểm này con đang sống ở trong giây phút này, con được vui với những cái bạn xung quanh con. Đó là một niềm hạnh phúc đối với con. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nói là ngồi ở đây nghe tiếng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn khác có nghe không? Như vậy là cái tiếng niệm vừa rồi đã in vào trong cái tàng thức. Cho nên khi mà mình ngồi lắng yên á, là cái tiếng đó nó sẽ trở lại. Bây giờ mời một bạn, mời bạn Chiến đi. Con có cảm nghĩ gì không? Hay là trong lúc ngồi 3 phút đó là con đang suy nghĩ gì? Không có suy nghĩ gì hết. Có bạn nào trong 3 phút ngồi đó mà nhớ nhà không? Có một bạn. 2, 3. Rồi xin cảm ơn các con. Bây giờ thầy hỏi xác nhận lại đó, có phải là khi chúng ta ngồi 3 phút mình thấy thời gian nó dài không? Phải không? Bạn nào là ngồi trong 3 phút mình cảm giác là thời gian nó dài ra giơ tay. Cái cảm giác là giống như nó lâu. Rồi bạn nào là nói là thời gian mình cảm thấy bình thường. À. Rồi cảm ơn các con. Thì khi mà chúng ta lắng yên thì chúng ta có một cái cảm giác là dường như thời gian nó dài ra, nhưng mà thật ra không phải. Đức Phật dạy á, tâm của chúng ta giống như một con khỉ, luôn lúc nào cũng chạy theo những cái suy nghĩ. Cho nên gọi là tâm viên ý mã. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta giống như một con khỉ. Con thấy con khỉ nó có đứng yên không? Đó, đó một con khỉ đó. Thấy chưa? Tâm của chúng ta giống như một con khỉ, nó không có đứng yên. Tức là nó hết suy nghĩ này rồi nó suy nghĩ cái khác, liên tục như vậy. Và khoa học cũng chứng minh rằng trong một phút thôi có hàng trăm, hàng ngàn cái suy nghĩ ở trong cái tế bào não của chúng ta, nó hoạt động liên tục. Thành ra là chúng ta không sống trong hiện tại. Đôi khi chúng ta ngồi một cái tô cơm mà còn để cái điện thoại ăn trước để có phim. Thành ra là thời giờ của chúng ta nó bị chi phối rất là nhiều. Cho nên đôi khi chúng ta cảm thấy rằng mình không có hạnh phúc, nhưng mà thật ra chúng ta hạnh phúc quá nhiều. Bây giờ các con đang thở bình thường, nhưng mà các con vô bệnh viện thấy những người mà thở bằng máy oxy á, họ phải có mặt nạ oxy úp vô trong mặt, rồi á dây nhợ rồi tùm lum hết, vô nước biển này kia. Thì cái điều ước của cái người bệnh nhân đó là cho tôi thở bình thường đi là hạnh phúc rồi, cho tôi thở bằng chính cái lỗ mũi của tôi thôi là hạnh phúc rồi. Còn bây giờ mình thở bình thường mình đâu thấy hạnh phúc đâu, phải không? Nhưng mà mình vô bệnh viện mình thấy những người mà ập cái oxy vô trong mặt á, hoặc thậm chí có những bệnh nhân nặng á, phải đưa cái ống vào tới trong cuống phổi, thì lúc đó thở còn khó khăn. Cho nên thở bằng mũi mình là hạnh phúc. Rồi bây giờ mình đi trên chính cái đôi chân của mình là một cái hạnh phúc mà mình không có cảm nhận được. Nhưng mà mình đi ra đường mình thấy một bạn nào đó, một cô chú nào đó mà không may bị mất đi một
chi phần trên cơ thể, phải cầm một cái nạn để đi, hay thậm chí là ngồi trên một chiếc xe lăn, thì những người đó điều ước của họ đơn giản là cho tôi đi bằng chính đôi chân của tôi là hạnh phúc. Hóa ra hạnh phúc là những thứ rất là đơn giản, nhưng mà mình bình thường mình không có cảm nhận được những điều đó, mình chạy theo những cái thú vui bên ngoài. Thành ra đạo Phật là để giúp cho chúng ta trở về ngay chính nội tại và cảm nhận những hạnh phúc thực tại. Bây giờ khi chúng ta đang ngồi ở đây nghe pháp, thì có bao nhiêu người đang nằm trong bệnh viện đau khổ cùng cực? Có bao nhiêu người sắp sửa lên ca mổ giành giật cái sống với tử thần? Có bao nhiêu người đang tai nạn xe và bao nhiêu người đang hy sinh vì những cái bệnh ngặt nghèo? Cho nên hiện tại các con đang ngồi đây, đang khỏe mạnh đây là một điều hạnh phúc. Tự cho mình một tràng pháo tay để thấy rằng mình đang hạnh phúc, mình đang quá hạnh phúc. Nhưng mà bình thường mình không có cảm nhận được điều đó. Có bạn nào mà suy nghĩ rằng tôi cuộc sống tôi bất hạnh không? Có không? Có bạn nào từng suy nghĩ là mình bất hạnh không? Bạn nào đã từng suy nghĩ là mình bất hạnh? Xin cho thầy xem một vài cánh tay. Bạn nào từng? Một bạn. Còn lại là không có. Hai bạn bất hạnh. Thầy sẽ kể cho các con nghe một cái câu chuyện. Nếu mà nói về bất hạnh thì xin kể một câu chuyện cho các con nghe. Trong thời của Đức Phật có một cái câu chuyện như thế này. Các bạn lắng nghe một chút xíu nữa, thầy sẽ hỏi bất kỳ một bạn nào trả bài cho thầy đấy. Thời Đức Phật có một cái vị sư cô này kể lại cho đại chúng mình nghe một cái câu chuyện về tuổi trẻ. Tuổi trẻ của sư cô rất là đau khổ. Khi mà cô lớn lên á, cô lấy chồng á, thì sanh được hai người con. Và ở bên Ấn Độ đó, cái tục lệ hễ mà sanh con là phải về nhà mẹ để sanh, về quê ngoại đó. Thì trên đường hai vợ chồng đi đó, thì tới một cái con sông lớn, không có phương tiện gì qua sông được, mà trời thì chuẩn bị mưa. Cho nên là hai vợ chồng với hai đứa con, một đứa thì mới sanh và một đứa có 1-2 tuổi thôi, nằm ở dưới gốc cây đó ngủ. Thì sáng khi mà tờ mờ tỉnh dậy đó, thì cô ta mới phát hiện là con rắn độc nó cắn ông chồng chết rồi, và cơ thể đang hoại tử. Cô đau khổ vô cùng, mới ngủ sáng dậy mà ông chồng chết rồi, còn hai đứa con biết làm sao đây, thân gái dậm trường mà không có phương tiện qua sông. Lúc này thấy khổ chưa? Nhưng chưa, còn khổ nữa. Cổ mới quyết định táo bạo là cổ sẽ lội qua sông. Cổ sẽ bỏ cái đứa con nhỏ ở bên bờ bên này, rồi cõng cái đứa con lớn qua bờ bên kia trước, rồi quay lại ẵm cái đứa con nhỏ. Thì khi mà đi qua bên bờ bên này, chưa có tới bờ á, thì bên này con hổ nó xuất hiện. Cổ vừa để cái đứa con lớn xuống, cổ quay lại để mà cổ ẵm đứa con nhỏ, thì con hổ nó ăn thịt đứa con nhỏ. Cổ đau khổ cùng cực, cổ đang đứng giữa dòng sông. Và đồng thời quay lại thì đứa con nhỏ nó bò, nó lọt xuống nước, nước cuốn trôi luôn. Cổ đang đứng giữa dòng, cổ không cứu đứa nào kịp hết. Cổ quay qua bên này thì thấy đứa con nhỏ của mình bị hổ ăn thịt. Cổ quay lại thì thấy đứa con lớn của mình nó bò ra khỏi mé nước và bị nước lớn cuốn trôi. Như vậy trong một đêm thôi mà cổ mất đi ba người thân, một người chồng và hai đứa con. Có phải là một cái sự tột cùng đau khổ chưa? Lúc này cổ đau khổ quá, cổ sơ dơ sửng dững đi mà không biết đi đâu. Thì cuối cùng á, cổ mới trấn tĩnh lại, cổ nói là về gia đình cha mẹ của mình là cái chỗ nương tựa cuối cùng. Khi mà về đến cái làng quê của cổ đó, thì ở xóm người ta mới báo rằng á, đêm qua nhà của cô á, bị hỏa hoạn và ba mẹ của cô đã mất trong cái đám lửa lớn đó.
thì cô này cũng muốn phát điên, tại vì quá đau khổ, chồng chết rồi con chết, và bây giờ về tới gia đình á thì hay tin cha mẹ của mình mất trong cái đám lửa lớn, cũng đau khổ tột cùng. Ở đây có bạn nào đau khổ như sư cô đó chưa ạ? Đây là một câu chuyện có thật thời Đức Phật. Rồi sau đó cổ mới bước thêm một bước nữa, nhưng mà không may đó là một cái ông chồng tướng cướp. Và khi mà lấy được cái người chồng tướng cướp này đó, cái người chồng rất là hung hăng và tánh tình rất là ngang ngược, khó chịu. Thì một đêm ông chồng ổng đi nhậu xỉn về, thì cổ mới sanh một đứa con nữa. Thì khi mà ông chồng về ổng gõ cửa đó, cổ không kịp ra để mở cửa, tại vì có con nhỏ cho nên là lui cui rồi ngồi vậy, chưa có kịp mở cửa thì ông chồng ổng đá cửa xông vào. Khi mà ổng xông vào rồi đó, ổng mới chất vấn tội của người vợ là tại sao mới nãy về tôi về mà không mở cửa. Thì bà vợ bà cũng nói giải thích là bây giờ thiếp có con nhỏ rồi này kia nọ, nhưng mà ổng không chịu. Ông chồng rất là ngang ngược, bây giờ đứa con nhỏ này nó mới sanh mà nó đã cản trở tôi như thế thì thôi giết quách đi cho rồi để làm gì. Thì cái ông chồng ông ép bà vợ đó phải giết đứa con. Bà vợ đau khổ tột cùng, làm sao chính tay mình giết con được, hổ dữ còn không ăn thịt con mà. Nhưng mà dưới sức ép của người chồng, rút đao ra và bắt phải giết đứa nhỏ. Thì cuối cùng dưới sức ép của người chồng mà cô ta phải cắn răng cam chịu và trong nước mắt giàn giụa. Thì không lâu sau triều đình bắt được cái tên tướng cướp đó và xử tử. Tại vì nó gây nhiều cái phi vụ tội ác, cho nên là đến lúc mà bị bắt rồi đó, thì theo cái tục lệ của cái thời đó, khi mà người chồng đó mà bị phạm tội mà bị chung chết mà đem chôn á, thì bắt cái người vợ của cái tên tử tù đó chôn chung luôn. Thì cuối cùng á là cổ bị bắt chôn sống cùng với cái thi thể của người chồng. Tưởng đâu là câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng không ngờ nửa đêm những cái tên tướng cướp khác á lại một lần nữa nó đến, nó đào mồ lên để mà nó tìm những cái vật báo ở trên cơ thể người chết á, nó đào lên. Thì không may là cổ được cứu sống một lần nữa. Tại sao thì nó không may? Tại vì khi mà cứu sống lên, nó thấy cái nhan sắc của cô này quá đẹp, lại bị bắt làm vợ một lần nữa, tức là cổ lại có một đời chồng là tướng cướp nữa. Thấy nghiệt ngã chưa? Nghiệt ngã chưa? Rồi tiếp tục về ở chưa bao lâu thì ông chồng lại bị bắt và đem chôn sống lần thứ hai. Đem chôn sống lần thứ hai, tưởng đâu là câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng không ngờ nửa đêm bầy sói nó đến ăn xác chết đó, nó đào lên thì cổ lại thoát chết một lần nữa. Và khi bò lên khỏi cái ngôi mộ đó thì cổ mới ngước mặt lên trời, cổ la một tiếng thật là lớn và phát điên loạn. Cổ mới nói rằng trên đời này sống không còn ý nghĩa gì nữa, tại vì bao nhiêu niềm vui không còn, bao nhiêu tủi nhục của cuộc đời, bao nhiêu sự đau khổ dường như là đập lên cái đôi vai nhỏ bé của một người phụ nữ. Thì lúc bấy giờ đó, trong không trung vang lên một cái tiếng của Đức Phật Thích Ca, và cổ lóe lên một cái suy nghĩ là thôi bây giờ cuộc đời mình quá khổ rồi, không còn cái điều gì mà để ham muốn nữa. Thành ra là cổ mới có một cái chí hướng là muốn đi tìm học Phật Pháp. Thì cuối cùng gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cổ đã kể hết những cái câu chuyện đau buồn của mình chất chứa cho Đức Phật nghe. Và sau khi Đức Phật nghe xong á, thì cổ mới hỏi là bạch Đức Thế Tôn, con đã gieo một cái nghiệp chướng gì mà con phải chịu cảnh khổ đau như thế? Thì Đức Phật quán sát về nhiều kiếp trước á, có nguyên nhân, đây chốt đây, có nguyên nhân. Đức Phật nói rằng ở trong tiền kiếp xưa con là một cái người vợ lớn của một cái vị quan lớn ở trong triều đình,
nhà cửa giàu có sung sướng lắm. Nhưng mà khi mà cái vị quan đó có thêm một cái người vợ thứ hai đó, thì bao nhiêu tình thương là dồn cho cái cô vợ thứ hai, không còn sủng ái cổ nữa. Thì lúc này cái người vợ lớn là ghen ăn tức ở, và đồng thời là sống nhiều năm mà không có đứa con nào. Cho nên là bà vợ sau, bà mới vô không bao lâu thì bà lại có mang. Và với một cái suy nghĩ là sau này mà đứa con này nó lớn là toàn bộ gia sản của cái gia đình này sẽ thuộc về nó, thuộc về đứa con của bà vợ bé. Suy nghĩ như vậy. Cho nên cuối cùng á, thì cổ có một cái suy nghĩ táo bạo là sẽ tiêu diệt cái đứa bé đó. Nhưng mà bằng cách nào? Tại vì đứa con cưng của ông quan mà. Cho nên á, là cổ mới suy nghĩ á, cổ lấy một cái cây kim khoảng một tấc, là khi mà đêm thanh cổ lén vào bên trong phòng, cổ ghim cái cây kim đó vào trong ngay đỉnh đầu của đứa bé, ghim sâu vào ngay đỉnh đầu, và nó chỉ é lên một tiếng thật là lớn. Và qua ngày hôm sau thì đứa bé qua đời. Và trong gia đình thì chỉ biết là nó chết vậy thôi, chứ không biết nguyên nhân. Tại vì ghim sâu vào trong cái một cái sọ đầu của một đứa bé như vậy thì khó phát hiện lắm. Thì bà vợ bé bà đau khổ vô cùng, cái cô vợ nhỏ đó cũng đau khổ vô cùng. Thì cổ mới suy nghĩ ngay, cái người mà giết hại con cổ chính là bà vợ lớn chứ không ai hết đó. Thì cổ mới đi qua, cổ mới nói là trong cái gia đình này là chỉ có một mình chị hai, vợ lớn đó, là cái người giết hại con của tôi chứ không ai hết đó. Thì lúc này là bà ta là chối, đâu có nhận. Nó nói tôi không có làm cái chuyện đó. Thì cái người vợ bé mới đinh ninh là tôi đảm bảo là chị làm chứ không ai hết. Với cái sức ép đó, bao nhiêu ánh mắt đang tập trung về cái cô vợ lớn, thì bà lên tiếng, bà thề, thề độc. Bà lên tiếng bà thề độc. Bà nói nếu như mà tôi mà giết con của cô á, thì đời đời kiếp kiếp tôi lấy người chồng nào thì bị rắn cắn chết, con tôi bị nước trôi sông, bị hổ ăn thịt, nhà tôi bị cháy, và tôi phải ăn thịt con của tôi. Trong một cái lúc mà nông nổi, cổ thề độc như vậy. Thì ghê gớm chưa? Ở đây có bạn nào thề độc không? Tưởng rằng một lời nói gió bay, nhưng không ngờ nó ứng vào cuộc đời của cổ trong nhiều kiếp sau. Thầy nói mà thầy còn nổi da gà. Tức là cái câu chuyện này là một câu chuyện có thật thời Đức Phật. Trong vô tình, trong khi bức xúc, cổ lỡ lời thốt ra một cái câu ác khẩu, thề đó, gọi là thề, ở ngoài đời mình gọi là thề thốt đó, là nếu như mà tôi giết con của cô đó, thì đời đời kiếp kiếp chồng của tôi là sẽ bị rắn cắn chết, con tôi bị nước trôi sông, bị hổ ăn thịt, nhà tôi bị cháy, và tôi phải ăn thịt chính con mình, là tôi bị chôn sống, vân vân. Cổ nói ra hàng loạt những cái hình ảnh ghê rợn như vậy, tưởng rằng lời nói gió bay nhưng cuối cùng ứng nghiệm. Như vậy qua cái câu chuyện này, Đức Phật cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng tất cả những cái điều mà mình làm hôm nay, rồi tương lai, dù lâu hay mau, một ngày nào đó nó cũng sẽ ứng lên thân của mình. Như vậy đạo Phật á, là để chỉ cho chúng ta thấy được cái điều đó. Có nhiều bạn nói rằng á, giờ con không có đi tu, con không có học cái gì hết á, con làm cái chuyện đó không có tội. Còn bạn đó mà có học, có tu mà làm cái chuyện đó thì mới có tội. Có bạn nào có suy nghĩ gì không? Rất nhiều. Tức là có nhiều người nghĩ thôi tôi không có quy y, quy y rồi á mà làm không trọn là bị tội, ví dụ như sát sanh là bị tội. Còn tôi không có quy y, tôi sát sanh không có tội. Đức Phật nói là sao? Cái nghiệp nó cũng giống như một cái ngọn lửa, cho dù mình có biết gì về lửa hay không, mình thọt vô nó vẫn phỏng. Còn cái người là cả đời nghiên cứu về lửa, rất am hiểu về tính chất của lửa, nhưng mà chọt tay vô vẫn phỏng như thường. Đó là bản chất của tội lỗi, đó là bản chất của nghiệp. Hiểu chưa? Có hiểu không?
Như vậy đừng có suy nghĩ là mình làm cái điều đó mà mình không biết thì không có tội. Không phải đâu mấy con. Giống như điện vậy đó. Bây giờ mình, hồi đó giờ mình không có biết gì về điện. Hồi đó giờ mình không có biết cái gì về điện, không biết gì về điện và nước. Mà bây giờ mình lấy lỡ tay á, bữa nào mình đi ngang qua cái cọng dây điện mà nó bị tróc vỏ đó, nó có giật không? Giật không? Không giật hả? Ờ, nó giật dãnh dò luôn á chứ. Mình không biết gì về điện, mình đụng vô nó vẫn giật. Rồi bây giờ một ông thợ điện nghiên cứu mấy chục năm về điện và rất am hiểu về cách thức của đường điện, đụng vô giật không? Vẫn giật. Cho nên á, tội lỗi cũng như vậy, dù biết hay không biết mà hãy phạm vẫn tội. Trở lại, quay lại vấn đề, thì các con có nhận thấy rằng á, cuộc sống của chúng ta mỗi người mỗi khác biệt. Thôi giờ mình phỏng vấn vài bạn đi mình mới biết. Bây giờ trong hội chúng của chúng ta ai nhận thấy gia đình mình khá giả giơ tay. Mạnh dạn đi. Bạn nào mà nhận thấy gia đình mình tương đối là khá giả giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bạn. Rồi bây giờ ai nhận thấy gia đình của mình là hào quý trưởng giả, tột bực giàu sang, giơ tay. À, có một bạn. Rồi, ai nhận thấy gia đình mình còn khó khăn, điều kiện còn khó khăn, giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, cảm ơn. Còn những bạn còn lại không giơ tay là nhà nước nuôi hả? Phải không? Rồi, cảm ơn các bạn. Thầy thăm dò để như vậy làm chi? Tức là bao nhiêu con người ở đây, mỗi người đều có một gia cảnh khác nhau, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Điều đó do đâu mà nó tác động? Tại sao mọi người không có sanh lên đều giàu có như nhau hết? Bạn nào biết trả lời, thầy sẽ cho một điểm cộng vào đêm chung kết. Bây giờ là những cái điều nè. Tại sao có bạn thì sanh lên là giàu từ nhỏ tới lớn, được cưng như trứng mỏng. Còn có những bạn hả, sanh vào một cái gia đình khó khăn, ở vùng sâu vùng xa, đi học cũng khó khăn, xe đạp cũng không có. Có những bạn sanh ra một cái là vào gia đình sung sướng, xe cộ đưa đón. Điều gì nó khiến ra những cái việc đó? À, mời bạn nữ đi. Mô Phật, thưa thầy, con tên là Thảo, đến từ chúng hai. Theo con nghĩ là do kiếp trước mình làm người tốt thì sẽ có cơ hội. Còn nếu như mà mình làm những cái điều mà xấu, tai hại thì sẽ kiểu như là không có được khá giả lắm. Như vậy. Rồi, cảm ơn con. Thầy đang trông đợi một chữ thôi. Nếu mà các con nói đúng cái chữ đó là thầy ok liền. Rồi mời con. Dạ bạch thầy, con tên là Nguyễn Như Quỳnh, pháp danh Vãng Sa. Con xin trả lời là kiếp trước bạn đó có cúng dường ngôi Tam Bảo thì kiếp này bạn đó được gia đình khá giả. Kiếp trước bạn đó không cúng dường Tam Bảo bổn xỉn thì kiếp này gia đình bạn đó không được khá giả. Rồi, cảm ơn con. Con nói là nó vào nội dung rồi đó, nhưng mà thầy cần một chữ thôi. Điều gì nó khiến ra như vậy? Giờ chúng này mờ rồi, giờ ưu tiên chúng khác đi. Trời ơi, một điểm cộng quý lắm á. Mô Phật, con tên Thùy Ngọc, con thuộc chúng bốn. Dạ thưa thầy, con nghĩ là do phước với lại nghiệp. Cho bạn một tràng pháo tay lớn. Con nói đúng hai từ mà thầy đang suy nghĩ luôn. Tức là từ thứ nhất
là cái từ nghiệp. Từ thứ hai mà cũng là chủ đề hôm nay thầy chia sẻ đó chính là chữ phước. Cho một tràng pháo tay lớn. Con tên gì, chúng mấy? Dạ mô Phật, con tên là Thùy Ngọc, thuộc chúng 4 này. Nhờ bạn trưởng chúng 4 ghi bạn này lại. Nếu có thi á, sẽ cho một điểm cộng. Còn nếu không thi thì thôi. Chứ biết sao giờ. Rồi xin cảm ơn các con. Như vậy là bạn đã biết rồi đó. Tất cả những cái điều đó đều do hai cái chữ đó chi phối. Một là nghiệp, hai là phước. Nhưng mà chủ đề hôm nay thầy chia sẻ đó chính là chữ phước. Thành ra là chúng ta sẽ triển khai về vấn đề này. Rồi bây giờ thầy nói tiếp nè. Trong những cái vụ mà rớt máy bay ở nước ngoài đó, thì lạ thay, từ trên độ cao mấy ngàn mét, có nghĩa là mấy cây số đứng á, chiếc máy bay nó rớt xuống chết hết phải không? Vậy mà vẫn có người sống mới ghê. Vẫn có một hoặc hai người sống. Nhiều vụ như vậy. Lạ chưa? Như vậy điều gì mà từ ở trên trời mà rớt xuống mà không chết? Vẫn do phước báo chi phối. Lạ chưa? Một chiếc xe bus lật xe lăn cu 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 chết hết, về mà cũng có một hai người sống. Lạ vậy. Một chiếc tàu lật giữa biển đắm chìm hết, về mà cũng có vài người trôi vô bờ sống tiếp. Lạ không? Hai đứa chạy xe Honda đụng xe một cái rầm, một bạn đi chầu Diêm Chúa còn một bạn không có sao hết. Lạ chưa? Giống như bên Nhật Bản, cái nhà sập xuống một cái rầm, cả nhà chết hết, vậy mà cũng có người sống. Nó lạ vậy đó. Như vậy á, ông bà hồi xưa hay nói là công nhận cái thằng này phước lớn mạng lớn. Mấy con có nghe ông bà mà nói vậy không? Ví dụ như xe đụng tai nạn gì đó mà không chết, ông bà mà nói công nhận thằng phước lớn mạng lớn. Như vậy là phước báo chi phối cuộc sống của chúng ta nhiều lắm. Như vậy phước báo là cái gì? Tại sao bình thường mình quên nó? Hai đứa đi xe đạp lật xe, té xe, một đứa bị gãy chân, còn đứa kia chạy thôi, không sao hết. Thì cái đứa mà bị chạy phước nó lớn hơn cái đứa bị gãy chân. Phải chưa? Bây giờ á, mình đi đường gặp một cái nhóm giang hồ nó ra, nó đánh lộn với nhau, mà nhìn cái mặt mình giống cái đứa mà nó đang tìm á, nó quánh cho thằng trận, nó quánh bầm dập hết rồi, cái nó nhìn mặt mình nó xin lỗi tôi quánh lộn người. Thấy nghiệp chưa? Như vậy điều gì chi phối những cái đó? Chính là phước. Và phước ở đâu ra? Do những cái mà chúng ta gieo tạo hàng ngày đó mấy con. Bình thường mình đâu có để ý nó đâu. Mình nghe cha mẹ mình nói phước phước mà mình đâu có để ý. Nhưng mà chính cái chữ phước này nó đi theo ta cả một cuộc đời. Cho nên khi mà quý thầy mà đi đám tang á, trước khi mà làm lễ tẩn liệm cho người mất thì có một cái câu khai thị vậy nè: sanh giả không, tử hề giả không. Khi ta đến đây với bàn tay trắng, khi nhắm mắt rồi cũng vẫn trắng tay, không mang theo được gì tội và phước, nó theo ta như bóng theo hình. Như vậy mà bình thường mình quên nó nhiều quá, phải không? Còn ông bà cha mẹ của mình là người đã có kinh nghiệm nhiều năm, cho nên làm gì cũng để dành phước báo cho con cháu đời sau. Người trồng cây cảnh người chơi, ta trồng cây phước để đời cháu con. Ông bà của mình đó. Ví dụ như á, mấy con biết là làm nghề đó, mình phải gian lận chút xíu mình mới có lời, phải lường cân tráo đấu này nọ. Nhưng ông bà của mình là người có đức độ, thà chịu nghèo một chút mà ngay thẳng, chánh trực lương tâm.
Cho nên thà nghèo chút, buôn bán đúng cân đúng giá. Như vậy để làm chi? Để tạo cái phước, cái phước cho mai sau. Ví dụ như bây giờ á, thay vì cái phước của mình á, nó chỉ đổ cao đẳng thôi, nhưng mà ông bà của mình gieo trồng phước lành, hồi hướng, cho nên cái kỳ thi đó chúng ta đậu đại học luôn, phước nó tăng lên. Mình đậu đại học cũng là một phước đó nha. Khi mà chúng ta có phước rồi, trong lòng của mình hớn hở, niềm tự tin tràn đầy, khi bước vô cổng trường đại học mình nói chắc chắn tôi sẽ đậu và đậu điểm cao luôn. Cái phước nó làm cho cái tâm của mình khai mở, và phước nó làm cho tinh thần của mình phấn chấn. Và cái người mà tự tin nhiều đó thì phước báo rất là nhiều. Nhưng mà tự tin thái quá thì nó thành gì? Tự cao, đó đúng rồi. Tự tin vừa phải thôi, tự tin mà vẫn khiêm tốn, đó là đức dày, phước rộng. Còn bạn nào mà tự tin thái quá mà thật sự cái tài năng của mình nó không có giống như cái lòng tự tin của mình đó thì thành tự cao. Rồi bây giờ á, thầy sẽ định nghĩa cái từ phước để cho các con được rõ. Bây giờ chú ý lắng nghe, chữ phước trong kinh định nghĩa là sao? Phước là những cái điều an vui, là một cái năng lượng vô hình, nó chiêu cảm đến những cái điều may mắn thuận lợi trong cuộc đời của chúng ta. Giống như mới nãy mình nói đó, có những cái vụ tai nạn rất là hy hữu, có một vài người sống thì chắc chắn rằng cái phước báo của cái vị đó rất là lớn. Cho nên ngay từ bây giờ, có bạn nào muốn thật là nhiều phước không? Có không? Bạn nào muốn nhiều phước giơ tay. Rồi cảm ơn các con. Thầy cũng muốn nữa. Thành ra là những cái gì mà hễ nói tới là phước đều làm hết. Trong tiếng Bali, chữ phước là banh nha. Tiếng Bali phước gọi là banh nha, có nghĩa là pháp lành làm cho tâm trở nên trong sạch, hay pháp có công năng đem lại hạnh phúc cho con người, cõi trời hạnh phúc, tịch lặng niết bàn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tìm hiểu là phước có mấy loại. Bây giờ phước có giống nhau hết không? Bây giờ đại khái một bạn nào cho thầy biết á, theo con nghĩ cái người như thế nào gọi là người có phước? Hạnh đi. Bây giờ con nghĩ người như thế nào là người có phước? Không biết hả? Rồi bạn nào giơ tay? Ưu tiên mấy bạn nhỏ đi. Mình suy nghĩ cái người có phước là người như thế nào? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Trần Nguyễn Hoàng Bảo. Dạ, những người có phước là những người có tâm thiện, luôn làm những công việc tốt. Nói những lời không làm người ta tổn thương. Con đang nói là người đang tạo nhân phước. Còn cái thầy hỏi là cái biểu hiện của phước á, ví dụ như là bây giờ mình làm sao mình biết cái người đó đang có phước? Dạ là người được hưởng nhiều lợi lộc trong cuộc sống, được an toàn về tính mạng. Rồi cảm ơn con. Bạn nói là những người mà được nhiều cái lợi lộc trong cuộc sống á thì gọi là những người đang hưởng phước. Cũng đúng đấy.
Dạ mô Phật, bạch thầy, con tên là Vân Anh, con đến từ chúng sáu. Dạ thầy, theo con, người đang được hưởng phước là những người đang được sống trong từng chánh niệm của bản thân. Rồi bạn này nâng tầm cao lên chút xíu nữa. Phước nó thuộc về vô lậu, có nghĩa là cái phước đó làm cho cái người đó sống trong chánh niệm luôn. Rồi còn ý kiến nào khác nữa không? Rồi bây giờ thầy hỏi nè, cái người đẹp có phải phước không? Cái người sang trọng có phải phước không? Cái người cao phải có phước không? Cái người lùn, cái người lùn có phước hả? Rồi cái người luôn lúc nào cũng có quần áo bảnh bao có phải phước không? Rồi cái người luôn lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ có phải phước không? Rồi cái người giờ ai chết chết người ta sống hoài vậy đó có phải phước không? Rồi bây giờ ai bệnh bệnh người ta khỏe mạnh hoài vậy đó có phải phước không? Đó, tất cả những điều đó là biểu hiện của phước. Nhưng chưa hết đâu, chúng ta còn mù mờ về cái phước báo này lắm. Các con nên nhớ rằng cái gì á mà đã là phước á thì sẽ hết đấy. Mình hưởng là sẽ hết đấy. Và cái phước á nó có tăng thêm và nó cũng có tổn giảm nữa. Ví dụ như buổi sáng mình khấn nguyện chút xíu vậy thôi, có 10 phút thôi là phước báo của các con tăng lên, tăng lên. Nhưng mà bắt đầu là giờ nghe pháp, giờ tụng kinh hay là giờ ăn cơm mà cúp cua, phước nó tổn xuống. Thành ra phước dễ kiếm mà cũng dễ tổn luôn. Nó khó vậy đó. Chứ phải mà nó cứ vô không, nó không có ra thì phước báo vô lượng rồi. Phước nó có nhiều dạng. Phước về thọ mạng, tức là người ta sống thọ lắm, ai chết chết sống hoài. Rồi trước thì đọc báo có một ông ở bên Ấn Độ là ông sống tới 140 mấy tuổi, cháu nội ông cũng chết luôn mà ông sống hoài. Rồi ở bên Nhật Bản thì có những cụ cao tuổi là 116 tuổi, 117 tuổi, và Việt Nam của chúng ta cũng có, phải không ạ? Như vậy đó gọi là thuộc dạng phước thọ mạng. Cái phước đó là do phóng sanh, không sát sanh. Mình đi trên đường mà gặp cái bầy kiến nó rớt xuống nước, lấy cây vớt lên cứu mạng của nó, nó cộng cái phước thọ mạng đó vào trong cái tuổi thọ của mình. Mình đi đường thấy người ta bắn chim, mình khuyên lơn, mình nói anh ơi đừng có bắn chim, tội nghiệp nó lắm. Người ta nghe lời mình, ta không bắn chim, phước thọ mạng tăng lên. Đó thuộc về phước thọ mạng. Rồi có những người thuộc về phước báo về sắc đẹp, về nhan sắc. Có những người vừa xuất hiện một cái thôi, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn về người đó. Người ta đẹp người ta không có tội, tại vì do cái sức hút của người đó quá lớn. Các con nên biết là người đẹp á, cái năng lượng người ta nó lớn hơn người bình thường. Họ sẽ tỏ ra từ trường xung quanh một cái năng lượng, thành ra bao nhiêu ánh nhìn sẽ tập trung về họ. Và cái đẹp từ bên trong là do phước báo chi phối. Còn cái đẹp bên ngoài là do kem phấn, do trang sức thì nó sẽ hết. Bây giờ là sức kem, sức phấn đi, đi ra mắc một đám mưa là tiêu hết, phải không? Xuống một đám mưa là coi như nó trôi tiêu hết. Còn người mà đẹp từ phước báo mà nó chi phối á, thì chúng ta đẹp một cách lạ thường. Người ta nhìn vô người ta cảm thấy nó mến mến. Đó là về phước, về sắc đẹp. Có một câu chuyện vui về phước sắc đẹp. Là có một cái người này đi ra ngoài chợ đó, nhan sắc rất là tuyệt trần, yêu kiều, diễm lệ, chim sa cá lặn. Khi mà cô đã bước ra chợ một cái là bao nhiêu người đang đi chợ ngưng hết, tập trung lại coi nhìn cô đó. Trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp quá vậy? Không biết con cái nhà ai, ước gì nó là con dâu của tôi. Rồi có người ước gì tôi được lấy cô ấy làm vợ. Bao nhiêu người bu lại. Rồi cái cổ đau bụng, cổ té xuống, cái mặt cũng nhăn lại. Mà lạ thay, cái người đẹp mặt nhăn nó cũng đẹp luôn. Bao nhiêu người vỗ tay nó, trời ơi con gái ai mà đẹp quá vậy. Cái có ông bà trong cái đám đông đó bắt trước, qua ngày sau làm bộ té xuống mà đau bụng. Ây da, đau bụng quá, tao tán loạn, tao chạy, tao nhìn giống quỷ quá.
đâu bắt chước được. Cái cô kia cô đẹp, cô té xuống cô đau bụng, cô nhăn mặt nhìn cũng đẹp. Qua ngày sau có con cô bắt chước, làm bộ đi lại đám đông, cái té xuống ôm bụng nhăn mặt nhìn như khỉ đột. Mọi người tán loạn hết. Đó là thuộc về phước nhan sắc. Phước gì sắc đẹp, do đâu mà có. Người đó cái tâm lúc nào cũng thiện lương. Cái người đó lúc nào tâm cũng nghĩ về người khác, sợ người ta buồn, sợ người ta giận. Còn người mà sống ích kỷ nhỏ nhen á, được phần mình thôi. Ví dụ như là tánh tôi vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Tức là những người ích kỷ nhỏ nhen. Còn mình á, là cái người bao dung độ lượng, luôn lúc nào mình cũng nghĩ cho người khác. Tính chính từ cái tâm thiện lương đó, nó sẽ tác động lên gương mặt của mình. Từ từ theo năm tháng thời gian, nó sẽ đẹp theo thời gian. Cho nên có những người á, hồi trẻ xấu quắc rồi, mà từ từ lớn lớn bắt đầu trổ mã ra đẹp trở lại, là do phước báo chi phối. Nhớ rõ chưa? Chứ không phải do mấy cái trung tâm spa chi phối đâu. Phước báo nó chi phối đó. Bây giờ mình không có phước báo là tiền ở đâu mà đi spa, phải không? Mà lỡ có đi spa mà không đủ phước á, nó sửa cái mũi dẹo của con bên à, nó cắt mí cái nó ngủ gục, nó cắt thành ba mí à, chứ nó đang độn cằm cái nó quên cái nó độn thêm, khuyến mãi chút nữa cái cằm mình nhọn quắc. Thành ra phước báo mình không đủ á, mình làm nó sẽ bị lố cái con. Còn khi chúng ta có phước báo rồi, mình làm chút xíu thôi mà vẫn đẹp. Còn phước của mình đã hết rồi mà mình càng cố làm thêm nữa, mình sẽ biến thành dị nhân. Và trên thế giới cũng có những cô hoa hậu đó, là can thiệp phẫu thuật đến 40-50 lần luôn. Thành ra mình xài hết phước rồi mà mình vẫn làm cho nó cùng tận, thành ra cái gương mặt biến dạng luôn. Hết phước rồi. Như vậy phước sắc đẹp do đâu mà có, muốn biết không? Phước sắc đẹp đó là do tâm thiện lương mà nó chiêu cảm. Và đồng thời là những người đó là dâng hoa cúng dường Phật và biết trang điểm, tô điểm cho ngôi Tam Bảo, do nhờ phước đó mà nhan sắc được tươi nhuận. Rồi đó là về thuộc loại phước báo về nhan sắc. Có một loại phước báo này nữa rất là đặc biệt nè, đó là phước ăn nói. Có những người lạ lùng lắm, hãy mở miệng ra nói là người ta nghe, mở miệng ra nói là người ta nghe, trong khi mình nói khàn cổ không ai nghe hết, phải không? Có không? Mấy con gặp vậy chưa? Có những người nó có khiếu làm sao, nó nói là người ta nghe nó hết rồi, còn mình nói không ai nghe hết á. Nó nói dốc mà người ta vẫn tin, lạ vậy. Thì nó cũng là một dạng phước báo của đời trước còn động lại kiếp này. Cho nên khi mà mình mở miệng ra mình nói cái người ta nghe, nhưng mà mình lạm dụng thì mình hết phước, mai mốt nói không ai nghe hết. Và lạm dụng phước báo nhất á, chính là những người nói dối sẽ bị tổn phước ngay trong đời này. Có một cái câu chuyện mà cậu bé chăn cừu ở trên một cái ngọn núi cao. Thì bây giờ rảnh trưa không có việc gì làm, nó la làng lên, nó nói là bớ người ta sói đến ăn cừu của tôi. Bắt đầu ở dưới người ta kéo nguyên băng lên cây cối rồi ta lên ta nói đâu, sói đâu. Cái nó cười nó nói em vẫn chơi thôi à. Cái người ta đi xuống núi, tự ở dưới chân núi lặn lội lên vì một cái lời nói chơi. Rồi qua lần thứ hai nó cũng buồn quá, nó nói sói đến ăn cừu của tôi. Bắt đầu mọi người ở dưới tập trung lên một lần nữa, không thấy con sói nào hết, lại bị cho leo cây tiếp. Đến lần thứ ba sói đến thật, ăn bầy cừu của nó. Khi mà nó la thất thanh, nó la khàn giọng, không có một người nào đến ứng cứu. Đó là hậu quả của việc lạm dụng lời nói. Ở đây có bạn nào lạm dụng như vậy chưa? Cho nên phước báo là một cái điều rất là quý báu, nó quý lắm. Cho nên mình phải tích góp nó, mình phải trân trọng nó, mình đừng có xài phí.
tiền bạc hết không sao hết đó, nhưng mà phước hết là tai họa ập đến đó. Tiền xài hết mà còn phước vẫn sống khỏe. Khi mình còn phước á, tiền vừa hết là nó sẽ chiêu cảm, tiền sẽ tới. Còn mà phước mà hết á, nghiệp nó tới, tai họa nó tới. Phước nó hết rồi, ngồi trong mùng ong bù vẽ cũng bay tới chích nữa. Cho nên phước quý lắm mấy con, ráng trân trọng nha không. Rồi mình mới vừa nói là về phước nhan sắc, phước về lời nói. Mà ta nói cái câu gì, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Đó là những người gì mà vỗ tay. Vậy là lạm dụng lời nói nè. Lời nói của mình á là một cái dao hai lưỡi. Thở xưa có một cái bà này, bà đi coi bói. Thầy bói nói là con của cô đó, theo sách số coi là nó sẽ đậu vào khoa bảng, bảng nhãn là đậu cao á. Rồi bắt đầu bà đi rêu rao. Ông thầy bói nói bà ráng lo cho con bà ăn học đi, rồi á tương lai chắc chắn là nó sẽ đổ cao. Sách số coi vậy. Thì bà nghe vậy cái bà đi rêu rao, bà nói mọi người cho tôi mượn tiền để tôi lo cho con tôi ăn học đi. Thầy bói coi á là con tôi sau này đổ đạt cao lắm. Người nào mà cho bà mượn tiền á thì bà nói khi mà con tôi mà làm quan rồi ha, tôi sẽ sủng ái bà, tôi sẽ lo lắng cho bà. Còn người nào mà không cho bà mượn tiền á thì bà nói sau này con tôi làm quan hả, tôi sẽ chém đầu bà, tôi sẽ làm thế này thế kia, hù dọa người ta. Cho nên chính vì những cái lời nói ác khẩu đó tổn phước, cuối cùng con bà đậu cái chức có chút xíu à, tổn phước. Thành ra đúng lý ra là trong cái kỳ thi đại học đó mình đổ một cái số điểm rất cao vào một cái trường rất là quan trọng, do âm đức phước báo của mình đó, nó chiêu cảm tới cái vị trí đó đó. Nhưng mà bây giờ mình làm một cái điều gì đó bị tổn phước, nó tuột ba te xuống, giống như trò chơi mà nhanh như chớp vậy đó, từ ở trên nó tuột xuống như rớt luôn, tổn phước. Rồi thầy tin chắc rằng ba ngày hôm nay các con đều tạo phước không à. Tại vì thứ nhất là điện thoại mình không chơi nè. Thứ hai nữa là thân của mình là luôn lúc nào cũng bị gò bó ở trong cái khung khổ này. Mình không sát sanh, không hại vật, không trộm cắp, không nói dối, không giọng ngữ, không ác khẩu, vân vân. Cho nên ba ngày hôm nay phước không. Nhưng mà còn về nhà có bị tổn hay không thì thầy chưa dám chắc. Rồi còn một loại phước nữa là gì? Mới nãy mình mới nói là về loại phước về cái duyên ăn nói. Còn một cái loại nữa là phước về sức khỏe. Sức khỏe cực kỳ quan trọng, nhất là trong cái thời điểm này. Các bạn nào bị Covid-19 rồi đâu, giơ tay cho thầy coi. Từng bị nhiễm rồi á. Ôi trời, muốn hết luôn rồi. Rồi cảm ơn các con. Như vậy là các con phải thấy mình có phước hơn nhiều người. Có những người á bị nhiễm một lần rồi người ta về thế giới bên kia luôn. Còn mình được sống tới cái thời điểm này mà khỏe mạnh như vậy là cũng là một dạng của phước về sức khỏe. Thành ra ở bên Trung Quốc có hay chúc nhau là ngũ phúc lâm môn. Ta dán ở cửa ngũ phúc lâm môn, nghĩa là năm cái điều phước: trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức và thiện chung. Trường thọ là sống lâu. Bây giờ sống lâu mà nghèo khổ cũng không được, cho nên là phải cầu phú quý. Phú quý là giàu có, mà không có sức khỏe cũng không được, cho nên là phải cầu an khang. Bây giờ an khang rồi, sức khỏe rồi, mà ở trong xóm không ai ưa hết thì cũng không được, cho nên là cầu hảo đức. Hảo đức có nghĩa là dễ thương, ở trong xóm mà ai cũng thương hết á. Rồi cái cuối cùng chết lành, gọi là thiện chung, là năm cái điều phước mà người Tàu hay chúc với nhau đó. Trường thọ là sống lâu, an khang là sức khỏe, phú quý là giàu có, hảo đức là dễ thương, thiện chung là chết lành.
có những người chết rất là đau khổ. Rồi tất cả những cái điều mà thầy nói mới nãy giờ đó, làm sao có được, thì sẽ có 10 cái nguyên nhân sau đây là cái điều để tạo ra những cái phước báo đó. Các con lắng nghe, chúng ta còn 15 phút nữa sẽ kết thúc. Nguyên nhân thứ nhất là bố thí. Bố thí là gì? Bạn nào biết? Mới nãy giờ cánh bên này chưa kêu. Bố thí là gì? Bạn nào biết? Con biết không? Bố thí là cái gì? Sao bên này thụ động quá vậy? Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Hà Dạ Minh. Năm nay con 10 tuổi. Dạ, thưa thầy, là bố thí là giúp cho người nghèo. Bạn nói bố thí là giúp cho người nghèo. Rồi thầy xin định nghĩa cái từ bố thí là vậy nè. Bố thí có nghĩa là ban cho, không có hẳn là người nghèo. Ví dụ như bây giờ hai đứa bạn chơi chung, mà đứa bạn mình nó đi học mà nó quên đem theo cây viết, mình có 3 cây. Nè, bạn lấy 1 cây đi, cũng là bố thí. Phải chưa? Ban cho, bố thí là ban cho. Rồi bây giờ mình có 2 chiếc áo mà bạn mình chưa có chiếc áo nào, cho 1 cái gọi là bố thí. Bây giờ người ta đi khóa tu mùa hè bị mất 1 đôi dép, mà bữa nay mình đem theo 2 đôi, cho bạn 1 đôi, bố thí. Hoặc là mất dép, cho bạn 1 đôi, tôi đi dò không luôn, bố thí này còn dữ nữa, phước báo dữ nữa. Còn mà ra thấy mất dép mà sân si lên, tổn phước. Thấy phước dễ tạo mà cũng dễ tổn hay chưa? Đó, nguyên nhân thứ nhất ghi nhớ vào đầu. Nguyên nhân thứ nhất để tạo ra phước báo chính là ban cho, hay còn gọi là bố thí. Rồi nguyên nhân thứ hai mà Phật dạy đó chính là trì giới. Trì giới, bạn nào ở trong hội trường này đã từng quy y Tam Bảo rồi giơ tay cho thầy nhìn. Bạn nào chưa quy y Tam Bảo giơ tay. 50-50. Rồi những bạn nào mà đã quy rồi thì xin chúc mừng, các con ngày nào cũng có phước hết đó. Tại vì khi chúng ta đã thọ tam quy ngũ giới rồi đó, mà chúng ta giữ được giới nào thì chúng ta có phước báo giới đó. Trì giới là được phước. Không cho mình sát sanh là mình được phước thỏa mãn rồi. Không cho mình trộm cắp là sao mình được phước giàu sang. Không cho mình uống rượu là đời sau mình được cái phước là thông minh trí huệ. Không cho mình tà dâm ngoại tình thì đời sau mình được cái phước là vợ của mình ngoan hiền, con mình nói nó dễ nghe. Thấy chưa? Đó chính là phước báo tạo ra từ việc giữ giới. Đó là nguyên nhân thứ hai. Rồi một nguyên nhân thứ ba là thiền định. Mới nãy vô đầu giờ mình ngồi 3 phút đó cũng có phước rồi. Thấy chưa? Cho một tràng pháo tay đi. Ngồi có 3 phút à mà cũng có phước nữa. Nguyên nhân thứ tư là cung kính. Nhớ rõ nha, nguyên nhân sanh phước thứ tư là cung kính. Cung kính là gì? Bạn nào biết? Cung kính, Phật dạy nguyên nhân thứ tư để mà tạo ra phước báo là cung kính. Như vậy cung kính là gì? Có bạn nào biết không? Bạn nào biết là thầy khen hay á. Còn không biết thì thầy nói luôn. Mời bạn mặc áo xanh dưới bạn mặc áo đen. Con á, bạn nào cầm micro chạy phụ thầy đi, thầy chạy mệt quá.
cung kính là gì? Dạ bạch thầy, con tên là Phúc, ở chúng hai. Theo con thì cung kính có nghĩa là kính trọng một người nào đó hoặc là mọi người. Biểu hiện của cái tâm cung kính. Dạ là kính trọng, lịch sự. Rồi, cảm ơn con, cho bạn một tràng pháo tay. Cung kính nó xuất phát từ tâm. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người trưởng thượng mà đi ngang á, mình chắp tay. À, mình gặp một vị hòa thượng, một bậc đại đức mà đi ngang, mình chắp tay A Di Đà Phật, bạch thầy con chào thầy. Đó là một dạng của cung kính. Mình đi học về mình gặp cha mẹ, mình khoanh tay lại, dạ thưa mẹ con mới về, là cung kính. Phật dạy nha, chứ thầy không có chế à. Đây là nguyên nhân thứ tư được sanh phước. Khoanh tay lại, thưa cha đi học mới về, thưa mẹ đi học mới về. Đó là phước cung kính. Còn mà mình đi về, ngoan mới về, đóng cửa rầm, như vậy có phải là cung kính không? Còn có nhiều khi mà đi về còn không nói gì luôn á. Có những bữa mà giận á, không nói gì hết, vô đóng cửa cái rầm, như vậy là bất kính chứ không gọi là cung kính. Nguyên nhân thứ tư này là phước báo do cung kính mà được. Rồi hồi sáng thì mình lại Phật, đó cũng là cung kính. Mình gặp bạn mình gật đầu chào bạn cũng là cung kính. Ê, tao chào mày, có gọi là cung kính không? Chào thì cũng tốt đó, nhưng mà cái lời xưng hô nó còn chưa phải đạo lắm. Đối tác gặp nhau bắt tay cung kính, còn những người xa lạ gặp nhau gật đầu cười một cái cũng là cung kính. Tất cả những điều mà nhỏ nhặt vậy đó mà cũng có phước nữa đó các con. Vậy mà bình thường mình đâu có để ý đâu. Phật dạy đó, cung kính mà được phước. Rồi trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm là thường bất khinh Bồ Tát. Đức Phật kể là thời quá khứ Ngài đã từng làm một cái vị Bồ Tát tên là thường bất khinh. Hãy thấy ai á, là quỳ lại, rồi nói một câu là tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài chắc chắn trong tương lai sẽ thành Phật. Gặp ai cũng lại hết, riết người ta sợ. Người ta nói là ông này bộ bị khùng hay sao mà gặp ai cũng lại hết vậy. Vậy mà kiếp sau thành Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Trong vô lượng kiếp sau thành Phật Thích Ca Mâu Ni do phước báo cung kính. Như vậy mấy con gặp ở đây ai gặp cũng lại hết đi, kiếp sau thành Phật hết. Còn mình gặp người ta mình lại thì nhiều kiếp sau mình thành Phật. Còn mình gặp ta mà mình kênh cái mặt mình lên, kiếp sau thành quỷ hết. Do phước cung kính mà được. Rồi thầy nhắc lại, mấy thầy dạy đó là khi mà gặp chư Tôn Đức, mình chắp tay A Di Đà Phật con chào thầy. Đó là phước cung kính, sau này các con sẽ hưởng đấy, từ những cái phước nhỏ nhặt đó. Đó là nguyên nhân thứ tư nha, nhớ rõ nha, phước cung kính. Rồi nguyên nhân thứ năm là phước phục vụ. Phục vụ, phục vụ ai? Phục vụ ai đây? Phục vụ ai? Mời bạn tình nguyện viên này đi. Nãy giờ thấy cười tâm đắc quá mà bây giờ cho ý kiến là phục vụ. Mình hiểu như thế nào về cái từ phục vụ mà Đức Phật dạy? Nam Mô A Di Đà Phật. Theo con nghĩ là phục vụ lại là phục vụ cha mẹ, ông bà, những người mà thân với mình, hoặc là những người mà mình tôn kính họ. Phục vụ không những là trên Phật, thầy tổ, cha mẹ, mà còn đối với tất cả những người xung quanh. Thầy nói ví dụ nha, chút xíu nữa khi mà mình vào quá đường mình ăn đó,
chúng ba mà đi dọn cơm cho chúng ta ăn, đó là phước phục vụ. Tặng cho chúng ba tràng pháo tay đi. Đó là phục vụ đấy. Rồi mấy anh mà ngồi mà canh âm thanh ở đây, từ sáng tới giờ khát nước không dám đi, đói không dám ăn, cũng là phước phục vụ. Cho mấy anh tràng pháo tay luôn. Rồi các anh quay phim rất là có tâm với nghề, không có dám di chuyển và không có dám làm cái gì cá nhân mình, chỉ tập trung chuyên môn thôi, đó cũng là phước phục vụ. À, như vậy phước này có dễ tạo không? Phước này có dễ tạo không? Dễ tạo lắm á, mà coi chừng nha. Ví dụ như nó mần cá mà nó cho tôi mượn cái dao là coi chừng, cái đó không phải phước phục vụ mà phước phụng mạng đó. Như vậy phước phục vụ á, là mình làm những việc lợi ích cho người khác, gọi là phước phục vụ. Giờ này bưng khai ra là nhắc rồi đó, tới giờ rồi đó. Phước phục vụ, nhớ rõ chưa? Dù như mình vô bàn ăn mà còn thiếu món, mình ngồi ngoài đầu bàn thì mình chạy mình đi lấy luôn. Chứ mình ngồi ở đầu bàn mình dễ đi, mà mình nói nay không phải nhiệm vụ của tôi, thôi ông đi đi. Như vậy là chưa có tâm phục vụ. Người có tâm phục vụ là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Đó là phước thứ, phước thứ năm. Rồi phước thứ sáu là gì? Phước thứ sáu là hồi hướng. Tất cả những việc làm phước báo hồi nãy giờ mình nói đó, chẳng những mà mình không hưởng một mình, mà mình còn hồi hướng cho khắp tất cả pháp giới chúng sanh, thì phước đó sẽ nhân lên gấp bội. Ví dụ như hồi sáng mình tụng kinh, mình đã được phước rồi, mà sau cái thời kinh mình còn nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, là cái phước đó mình hồi hướng, mình ban cho hết tất cả mọi người, do cái lòng đó mà được gấp đôi. Thấy chưa? Mình nói xiết xiết đi. Rồi phước thứ bảy là tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm cái việc đó mình hoan hỷ, mình thấy người ta làm những việc phước báo mình hoan hỷ, đó gọi là tùy hỷ công đức. Thì mình khen người ta mình cũng hưởng phước lây luôn. Mình thấy người ta lên tụng kinh mình khen, hưởng phước ké luôn. Rồi phước thứ tám là thính pháp. Mới nãy giờ các con đang thính pháp. Thời Đức Phật có một con hến ở dưới sông bò lên nghe pháp. Người ta đi đông quá, ta đạp con hến chết luôn. Nhờ cái phước mà nghe pháp cho nên nó sanh về cõi trời. Đức Phật kể câu chuyện đó trong hội chúng. Nhờ cái phước mà nghe pháp ở trong đạo tràng đó, con hến á, nó bị ta đạp chết nên nó vẫn sanh phước. Cho nên khi chúng ta nghe pháp mà lỡ chúng ta mà có chết thì được sanh thiên, còn mà đang nghe nhạc mà chết thì đang an lạc mà chết thì được sanh thiên, mà đang sân si chết thì tuột và te xuống gặp Diêm Vương. Rồi phước thứ chín là thuyết pháp. Không phải là quý thầy mới thuyết pháp được, mà tất cả các con đều có khả năng thuyết pháp. Mình chia sẻ bài học hôm nay, những điều hay lẽ phải cho bạn mình. Tôi nghe câu này hay lắm, tôi chỉ cho. Tôi mới học được bài học này lắm, hay lắm, tôi chỉ cho. Thì đó đều là phước của thuyết pháp. Rồi cái cuối cùng là chánh tri kiến. Thứ 10, chánh tri kiến có nghĩa là chúng ta có một cái chánh kiến, không bị lung lạc bởi những cái suy nghĩ lầm đường lạc lối. Ví dụ bây giờ chúng ta có niềm tin với Tam Bảo, thì cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa, lòng tin với Tam Bảo vẫn không thay đổi. Còn mà lòng tin chánh kiến mình không có, nay mình thấy Sì Canh Đan ông thầy đó ổng vậy vậy đó, ngày mai cái mình nghe bà sư cô kia vậy vậy đó, cái lòng tin Phật pháp của mình nó bị lung lay, thì chánh kiến mình chưa đủ. Mình phải tin vào Phật pháp nhiệm màu, mình phải tin vào chánh pháp của Đức Phật. Thì 10 nguyên nhân này chính là 10 nguyên nhân để tạo ra phước báo. Nhớ chưa? Thầy nhắc lại lần cuối. Nguyên nhân thứ nhất là bố thí, thứ hai giữ giới, thứ ba
thiền định, thứ tư cung kính, thứ năm phục vụ, thứ sáu hồi hướng, thứ bảy tùy hỷ công đức, thứ tám thính pháp, thứ chín thuyết pháp, thứ mười chánh tri kiến. Đó là 10 nguyên nhân sanh phước. Và chính những cái phước báo đó sẽ làm chúng ta thăng hoa trong cuộc sống, nó sẽ làm chúng ta tiến thân trên đường đời, nó sẽ làm cho chúng ta an lạc, hạnh phúc. Và phước báo nó sẽ làm cho chúng ta thăng hoa trong con đường tâm linh luôn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có một giờ đồng hồ để trao đổi với nhau với những cái gì mà thầy đã được học và nghiên cứu, thì thầy chia sẻ lại cho các bạn. Kính chúc toàn thể các bạn tu sinh có một ngày tu thật an lạc và gặt hái nhiều phước báo. A Di Đà Phật.